thay ta viết 3 bức thư. Vâng. Thư này gửi cho Hoàng Thúc, nói với ngài ấy: Bệ hạ Băng Hà, Hoàng Tôn được lên kế vị, tình thế trong triều phức tạp, hỏi ngài ấy có thể giống như năm xưa một mình vào kinh sư, trước mặt trăm quan cúi đầu bái kiến tân đế không? Vì sao không đặt bút? Thời Nghi không thể viết. Tại sao không thể viết? Xin Thái Hậu tìm người khác chấp bút. Bức thư này dân nữ tuyệt đối không thể viết. Người nói ta biết, người sợ cái gì? Chỉ là một bức thư lại khiến người sợ cái gì? Người là sợ Châu Sinh Thần nhận ra được nét chữ của người, quan tâm ác loạn, vượt nguy hiểm vào thành. Lẽ nào hai người thật sự giống như những lời đồn đại, đã có tư tình từ lâu? Sư phụ đối xử với 11 đồ đệ đều như người thân. Hôm nay nếu đổi lại là sư huynh ta hoặc là sư tỷ viết bức thư này, để sư phụ nhận ra nét chữ, sư phụ đều sẽ đến cứu. Nhưng nếu hôm nay tại đây là sư huynh sư tỷ của ta, thì chắc chắn không có bất cứ ai sẽ làm điều này, để ân sư rơi vào nguy hiểm như vậy. Người không sợ chết, tùy ý Thái Hậu xử lý. Người đấy, là trong lòng có ý, lại một mực che giấu. Tiểu nam thần vương này quả nhiên phong lưu. Thời Nghi, cậu ngươi từng cứu ta 2 lần, ta không giết ngươi. Ngươi đâu?